Hello, xin chào, tao là Nguyễn nhá, shop điện tử công nghệ cao hotline 0865618226. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang trước bóng đèn dạng đông có công suất là 20W bạn nhé. Giúp bạn thể là chiếu sáng trong một cái căn phòng cũng như là quay lén vào trong một cái căn phòng diện tích khoảng tầm 20 mét vuông bạn nhé. Thì đây là mẫu sản phẩm camera ngụy trang trước bóng đèn dạng đông này bạn nhé. Mắt camera được độ vào cái chỗ mà có chữ rạng đông này bạn nhé, rất là kín đáo luôn. Khi mà bạn treo lên trên cao nhá thì mắt camera cực kỳ là kín đáo bạn nhé. Nó vào bóng đèn này các bạn vẫn có thể để chiếu sáng được như bình thường luôn. Và chức năng của chiếc camera ngụy trang bóng đèn rạng đông này là có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại từ xa với chất lượng hình ảnh là full 4K sắc nét bạn nhé. Thì đơn vị nhà mình là công nhận độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của các bạn. Ví dụ các bạn muốn ngụy trang vào trong chiếc quạt này, đèn ngủ này, điều khiển này vân vân, tất cả những đồ vật trong gia đình của các bạn mà các bạn cần độ chế vào đồ vật gì thì đơn vị nhà mình sẽ đều độ chế theo cầu của bạn được hết các bạn nhé. Cũng như là ví dụ cùng một chiếc bóng đèn này mà các bạn muốn ngụy trang vào trong mắt camera đây này, vào đây này, nói chung là bất kỳ một vị trí nào thì đơn vị nhà mình sẽ đều độ chế theo cầu của bạn được hết các bạn nhé. Và khi mà các bạn mua hàng thì các bạn chỉ cần đăng ký kênh cho mình Đăng Phát thôi thì đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn. Và đặc biệt là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi các bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang trước bóng đèn dạng đông này thì cũng giống như những dòng bóng đèn LED, bóng đèn tip này, V99 và V100 thôi, đều sử dụng cái ứng dụng là nóc cam nhé. Và khi mà các bạn mua hàng thì bạn sẽ được tặng kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra các bạn nhé. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Bước đầu tiên là bạn sẽ tải ứng dụng lắp cam vào điện thoại này, khởi động camera lên, kết nối wifi của camera phát ra. Sau đó tiếp theo thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam này, đó, các bạn chọn cancel để xem. Cũng như là bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách để bạn có thể là kết nối xem trực tiếp từ xa như nào, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào, rất là chi tiết các bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang trước bóng đèn LED dạng đông này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ cho bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ test cho mọi người cái chất lượng chiếu sáng của chiếc bóng đèn dạng đông 20W này và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Mình sẽ xoay qua đuôi đèn thôi. Mình sẽ cắm vào trong nguồn điện nhé. Bóng đèn thì các bạn mới có thể để thắp sáng như bình thường nhé. Và khi mà các bạn mà bật bóng đèn lên như này thì nó sẽ là vừa sạc vừa quay. Còn khi mà tắt bóng đèn đi nó sẽ vẫn có pin bên trong nhé. Camera bên trong vẫn có pin. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Thì mình đã bật cái công tắc bên trong rồi nhé. Để tiếp theo thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người. Để sử dụng được chiếc camera ngụy trang trước bóng đèn dạng đông 20W này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lắp cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa hàng App Store để tải. Các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì bạn sẽ vào cửa hàng Sale Play để tải nhé. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng là lắp cam này về điện thoại rồi. Sau đó bước tiếp theo thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính này. Các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt. Sau đó bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang bóng đèn dạng đông này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ G, là có chữ F đằng trước và một dãy số là không mật khẩu nhé. Thì bạn sẽ kết nối vào. Khi bạn đã kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài này và sau đó bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam các bạn vừa tải về. Các bạn chọn cancel cho mình nhé. Thì khi mà các bạn chọn cancel xong thì trên màn hình sẽ hiện chữ là device online màu xanh như này. Thì để xem được thì bạn sẽ click vào chữ online này. Sau đó bạn chọn vào mục cancel để xem nhé. Mình sẽ quay cam lên trước các bạn xem. Chất lượng hình ảnh của chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông 20W này thì rất là ok bạn nhé. Rất là nét luôn. Bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn đi chọn mình cái loa này. Alo. Do cam và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng là bạo âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối trong trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng bạo âm như vậy nó sẽ mất đi bạn nhé. Tiếp theo thì bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì bạn sẽ chọn mình máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây sẽ là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé.
Đó, các bạn muốn lưu lại video thì các bạn chỉ cần kích một lần thôi là chúng tôi lưu lại video vào trong cái ứng dụng là lock cam. Theo thì hai tam giác này sẽ là giúp bạn thể là đảo chiều nhảy nha, sang trái sang phải đây, cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới đây. Đó, khi cam các bạn quay ở một nơi mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều, còn khi mà nhảy bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ mặt trời đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh ánh sáng của nhảy này. Các bạn có thể cho chế độ ánh sáng nó cao lên, cũng như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi các bạn nhé. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa đây cân bằng này. Đó, tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của nhảy nhé. Các bạn có thể cho màu đậm lên này. Đó, như bạn có thể là giảm màu đi, cho màu nhảy nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa đây cân bằng nhé. Đây. Đó, tiếp theo thì chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì nhảy sẽ trở về đen trắng, và phạm vi mà các bạn quay được ban đêm là được khoảng 10 mét bạn nhé. Đó, nó rất là xa. À, các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi, bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. À, tiếp theo thì ở chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn thể là chọn cái độ phân dài của nhảy ở đây. Thì độ phân dài của nhảy tối đa sẽ là 4K nhé. À, khi bạn chọn độ phân dài 4K thì rất là ok. Đó, cam di chuyển từ lâu này nhảy từ đó này. Đó, đây. Đó. Giờ bây giờ mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông có công suất là 20W. Thì tiếp theo là mình sẽ bằng cài đặt chung ở trong cái ứng dụng là lock cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cài đặt này, rồi sau đó bạn hãy chọn vào mục là device setting. Đó, thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập ở đây là 123456. Đây. Đó mật khẩu mặc định nhé. Tiếp theo là mục new password này. New password là bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Đó, sau đó confirm là bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới. Bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này. Sẽ là mục giúp bạn thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây là sẽ có mục là auto record này. Auto record sẽ là một cái hình 2x4 là chỉ cần chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông 20W này các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Alarm record sẽ là một cái hình khi có chuyển động là chỉ cần có người di chuyển có mặt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mục video duration là các bạn hãy chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 4 chế độ độ dài nhé. Ví dụ như khi mà mình chọn là 3 phút thì cứ bao giờ đủ 3 phút thì cam sẽ lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Nhà bạn chọn là 5 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Mục total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ ở cam này. Đó, 30, 466MB này. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ ở cam có bao nhiêu sẽ hiện bên dưới này. Đó, format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel cho mình. Đó, tiếp theo sẽ là mục wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì camera ngụy trang bóng đèn led dạng đông 20W nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối sang từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc cam bóng đèn dạng đông này ở đâu thì cam sẽ tìm ra wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi vào. Đó, rồi bạn kích OK là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa này hết các bạn nhé. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang bóng đèn dạng đông có công suất là 20W. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này, cũng có nhu cầu cần độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng trong gia đình của bạn để tiện giám sát trong gia đình, thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.